Hãy
cơ. Yeah.
Ai đi đâu ơi, xe. Đấy chào. Đấy chào. Đấy được rồi. Đây. Alo. Trên bàn số 4, bài 2 ca thủ Phú của Cần Thơ và Nguyễn Thờ của Nguyễn. Trên bàn số 4, bài 2 ca thủ Phú của Cần Thơ và Nguyễn Thờ của câu lạc bộ Ruby. Có ghế ngồi đi. Đi đâu? 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 Đ
Hãy
Hai chai nước suối. 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 Chai nước suối.
Xin mời hai ca thủ Hồng Thanh của câu lạc bộ Thanh Thảo và Thanh của câu lạc bộ La La đến bàn số 10 để tiến hành thi đấu. Hai ca thủ là gì? Yeah.
Trên bàn số 5, xin mời hai cái thủ công của Thanh Mỹ và Nguyễn Phương. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quậy. Không lại bự hơn chút chết rồi thôi. Không. Cháo mà nó ăn mà mình cũng mặc luôn cái số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô rồi đó. Cái quay. Kêu giờ là hiểu rồi không Kim? Thank you.
cây ở lấy cây. Ủa tổng đại là mình phải làm cân sẵn. Không có cho ông ổng lấy. Nước đi ông nội giờ ông quên nữa. Mời anh Quang có phụ kiện pizza và anh dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó quá được rồi.
Rồi coi là tôi cố ý cố đâm bầu vé ra ăn đồng vé đó. Rồi bắt mình làm à. Đó. Mình làm gì đó không? Mình chơi không ạ? Thầy đó anh đi gặp mẹ cho. Không biết là kiểu gì vậy? Tôi đi về cái gì Thank you.
không? Bữa nay là phải gọi tiền liền. Đúng không anh? Thiếu chưa? Dạ. Yeah.
cả năm nhân
là số 3, bài hai ca thủ quốc ca của thế giới bi da và thông của Nguyễn Thuận. Coi chừng lấy sao đó Calypso ơi. Chú hai, chú có thể nào thích bên cho con đi qua không? Nói câu nói nghe cũng là nhiệt tình và dễ chịu quá ha. Chú hai đi với tổng hành luôn. Xong rồi. Tình ngồi anh tắm hồi đúng nữa rồi giờ đã xong rồi. Ba dĩa đi vô trong anh luôn. Trên bàn số 8, mài thành sóc của Tiền Giang và Vũ Chí Thiện. Cái đó hả? Cái này đó ghê rồi. Đi chơi tổng hòa vui vui. Đấy. Ba kia thêm dĩa đây, kia thêm dĩa. Không, mày đi lại. Chạy. Chạy ơi, chạy. Ba dĩa. Ba dĩa trước sau, rồi mày. Hai dĩa. Trước sau không? Vâng, chú đi cầu hết cho cầu công luôn. Đi nhận cho nhiều quá hết rồi. Ừ. Một dĩa cơm. Bàn số 4. Xin mời anh Hậu và anh Nghệ của câu lạc bộ Nguyễn Thuận. Ê. Mỗi chủ nhật anh có chiếu một ảnh này ngoài nha. Mốt rồi đó. Luôn đi trời.
Đi cần hỏi món này để ăn cơm cái không? Ta đi mười bọn đến mười rồi. Vỗ tay anh em ơi. Lấy ba cái đó được cái từ chịu cho từ chạy đó. Ba điểm vào. Vô với bỏ cung cung quá cho ngoài đó bạn. Nước gì chưa? Hả? Uống phê ha. Là không đi phê nữa.
mà chú Hồng. Làm ly vô vậy chú Đông. Đưa chú Hồng. Người ta mừng một anh biết mừng là đó cỡ đến luôn. Mấy chai chai có còn dưới cơm đây nãy giờ lâu lắm rồi nè.